Xin chào bà con và các bạn. Mời bà con và các bạn xem bản tin cập nhật giá heo hơi mới nhất ngày hôm nay của ba miền Bắc, Trung, Nam. Kênh Nông nghiệp Vlog kính chúc bà con một ngày mới vui vẻ và làm việc thật hiệu quả. Giá heo hơi hôm nay ngày 3 tháng 12 năm 2023, mức trung bình dưới 50.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay lặn sóng tại cả ba khu vực và ghi nhận mức trung bình dưới 50.000 đồng 1 kg tại khu vực miền Bắc. Giá heo hơi hôm nay đi ngang trên diện rộng và dao động trong khoảng 48.000 đến 50.000 đồng 1 kg. Theo đó, mức giá thấp nhất khu vực 48.000 đồng 1 kg được ghi nhận tại Lào Cai. Ở chiều ngược lại, mức giá cao nhất khu vực 50.000 đồng 1 kg được ghi nhận tại Thái Bình, Hà Nam, các địa phương còn lại trong khu vực ghi nhận. Mức giá heo hơi 49.000 đồng 1 kg, giá heo hơi mới nhất khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Tại khu vực này, giá heo hơi hôm nay lặn sóng và dao động trong khoảng 47.000 đến 50.000 đồng 1 kg. Cụ thể, mức giá thấp nhất khu vực 47.000 đồng 1 kg được ghi nhận tại Đắk Lắk, Ninh Thuận. Ở chiều ngược lại, mức giá cao nhất khu vực 50.000 đồng 1 kg được ghi nhận tại Quảng Bình, Quảng Ngãi. Các địa phương còn lại trong khu vực cùng ghi nhận mức giá heo hơi ở mức 48.000 đến 49.000 đồng 1 kg. Tại khu vực phía Nam, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận sự biến động mới và dao động trong khoảng 47.000 đến 52.000 đồng kg. Theo đó, mức giá thấp nhất khu vực 47.000 đồng 1 kg được ghi nhận tại Bình Dương. Ở chiều ngược lại, mức giá cao nhất khu vực 52.000 đồng 1 kg được ghi nhận tại Cà Mau. Các địa phương khác trong khu vực ghi nhận giá heo hơi dao động quanh mức 48.000 đến 50.000 đồng 1 kg. Tính chung, trong tuần qua từ ngày 27 tháng 11 đến 3/12 giá heo hơi biến động theo xu hướng giảm với biến độ giảm nhẹ. Hiện, giá heo hơi trung bình các khu vực trên cả nước đã xuống dưới mức 50.000 đồng 1 kg. Ghi nhận trong ngày cuối tuần ngày 3 tháng 12 năm 2023, giá heo hơi trung bình khu vực miền Bắc đứng ở mức 49.840 đồng 1 kg. Khu vực miền Trung, Tây Nguyên đứng ở mức 49.000 đồng 1 kg và khu vực miền Nam đứng ở mức 49.310 đồng 1 kg. Giá thịt heo móc hàm cũng giảm xuống mức 66.000 đến 67.000 đồng 1 kg. Sức mua heo hơi trên thị trường yếu, cộng với tình trạng dịch tả heo châu Phi vẫn diễn ra tại nhiều địa phương, nhiều hộ nông dân bán chạy đàn là yếu tố kéo giá heo hơi xuống thấp như hiện nay.